Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao chúng tôi vừa cập nhật. Ruben Amorim giúp Sporting vùi dập Man City. Rạng sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Hà Nội, tân huấn luyện viên Manchester United giúp Sporting Lisbon thắng đậm Man City 4-1 ở League FA Champions League mùa giải 2024-2025. Trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà trước khi gia nhập Manchester United, huấn luyện viên Ruben Amorim có liều thuốc thử mang tên Manchester City tại Champions League. Trước đối thủ được đánh giá vượt trội, Sporting Lisbon vẫn cho thấy sự tự tin cao độ. Dù vậy, lối chơi triển khai bóng từ sân nhà của đại diện Bồ Đào Nha sớm phản tác dụng. Ngay phút thứ tư, Phil Foden trừng phạt tình huống để mất bóng của cầu thủ Sporting CP để tung cú sút căng từ sát vạch 16m50 mở tỷ số. Foden có phong độ ấn tượng tại Champions League với bàn thắng thứ 3 trong 3 trận liên tiếp, đi kèm với đó là một pha kiến tạo. Sau khi có bàn mở tỷ số, Man City dồn ép Sporting đến nghẹt thở. Nhà đương kim vô địch Premier League cầm bóng 79% và liên tục tạo sóng gió trước khung thành của Francisco Israel. Dù vậy, Erling Haaland, Bernardo Silva đều không thể nhân đôi cách biệt cho đội khách. Ở chiều ngược lại, Sporting phòng ngự tập trung và chỉ cần một mình Victor Gyökeres để tạo sự khác biệt. Sau cơ hội bỏ lỡ vào đầu trận, chân sút người Thụy Điển có hai lần đối mặt với Ederson ở phút 38. Trước sức ép từ Nathan Ake, Gyökeres vẫn có thể tung cú dứt điểm tinh tế, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Kịch bản khó tin xảy ra đầu hiệp 2 khi Sporting Lisbon ghi liên tục hai bàn để dẫn ngược Man City 3-1. Phút 46, Pedro Goncalves chọc khe tốt để Azaro thoát xuống, sút tung lưới Ederson. 3 phút sau, Gyökeres thực hiện thành công cú sút 11m, giúp chủ nhà tạo cách biệt hai bàn trước The Citizen. Nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ giúp Man City có cơ hội tốt để rút ngắn tỷ số ở phút 69. Từ cự ly 11m, Haaland lại sút trúng xà. Sau tình huống bỏ lỡ của Haaland, Sporting được hưởng quả phạt đền lần thứ hai ở phút 81. Gyökeres tung cú sút căng vào góc xa. Ederson đổ người đúng hướng nhưng vẫn không thể cứu thua. Ngôi sao người Thụy Điển hoàn tất cú hat-trick vào lưới nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Gyökeres thăng hoa với bàn thắng thứ 23 chỉ sau 17 trận ở mùa này, đồng thời là pha lập công thứ 5 tại Champions League. Anh được truyền thông dự đoán cùng huấn luyện viên Amorim sang Manchester United trong thời gian tới. Amorim có lời chia tay hoàn hảo với cổ động viên Sporting. Ngày 11 tháng 11, ông sẽ chính thức lên nắm quyền tại Old Trafford. Chiến lược gia 39 tuổi này kỳ vọng vực dậy MU sau quãng thời gian sa sút. Ruben Amorim: thắng Man City, tôi sẽ được gọi là Sir Alex mới. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Ruben Amorim đã chính thức được bổ nhiệm làm người kế nhiệm Erik ten Hag để tiếp quản Manchester United. Nhưng trước khi tới đội chủ sân Old Trafford, nhà hồng quân 39 tuổi này sẽ dẫn dắt Sporting Lisbon đấu Man City tại Champions League. Trước thềm cuộc đối đầu, Amorim thừa nhận rằng kỳ vọng sẽ càng cao khi ông tiếp quản Manchester United vào cuối tháng 11. Chưa dừng lại ở đó, vị chiến lược gia này cũng cho rằng kỳ vọng ấy sẽ còn tăng lên nữa nếu ông giúp Sporting đánh bại Man City. Tôi không nghĩ về điều đó, Amorim phát biểu tại cuộc họp báo. Tôi muốn tập trung vào việc giành chiến thắng trong trận đấu cho Sporting. Những kết luận sau đó không quan trọng với tôi vì chúng có thể gây ra những định hướng khác nhau. Nếu tôi thua, sự kỳ vọng sẽ giảm xuống và tôi không nghĩ đó là điểm khởi đầu tồi tệ khi bắt đầu dẫn dắt MU. Nếu chúng tôi giành chiến thắng vào ngày mai, họ sẽ nghĩ rằng Alex Ferguson mới đã xuất hiện. Sẽ rất khó để đạt được điều đó. Nó có thể làm tăng kỳ vọng, tôi không nghĩ về điều đó. Chính vì vậy, bất chấp kỳ vọng ra sao và những kết luận sau trận đấu ngày mai như thế nào, tôi đều không quan tâm. Điều tôi quan tâm đó là giành chiến thắng. Có buổi chia tay đáng nhớ ở Anfield, chiến thắng ở Braga và sau đó là khởi đầu cuộc sống mới ở Manchester. Vì thế, sẽ có hai chiều hướng xảy ra, một là kỳ vọng cao, hai là kỳ vọng thấp. Tôi cũng không biết nên khởi đầu ở Manchester với kỳ vọng nào thì tốt hơn. Bên cạnh đó, khi được hỏi về Haaland hay Eriksen đã liên lạc hay chưa, Amorim cho biết, tôi vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào với họ. Có lẽ tôi sẽ gặp họ ở trong kỳ nghỉ quốc tế. Tôi chưa nói chuyện với họ, nhưng tôi nghĩ họ sẽ có hàng triệu câu hỏi khi tôi nói chuyện với họ. Thông điệp của Neymar. Rạng sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ Hà Nội, Neymar thi đấu 29 phút trước khi bị thay ra vì chấn thương trong màn đối đầu giữa Al Hilal và Estella tại loạt trận thứ tư giai đoạn 1 AFC Champions League Elite. Trên trang cá nhân, Neymar tuyên bố: "Tôi cảm thấy như bị chuột rút nhưng đang rất khỏe. Tôi sẽ đi khám và hy vọng không có gì nghiêm trọng hơn. Điều này xảy ra sau một năm nghỉ thi đấu là bình thường. Các bác sĩ cảnh báo tôi rồi. Đây là lý do tại sao tôi cần cẩn thận và có nhiều thời gian thi đấu hơn để thích nghi." Neymar giải bày. Phút 87 trận đấu giữa Al Hilal và Estella, Neymar bị đau ở vùng bắp đùi phải. Sau khi phải tham khảo ý kiến đội ngũ y tế, huấn luyện viên trưởng Al Hilal rút cầu thủ người Brazil ra khỏi sân. Dù trước đó vừa tung anh vào ở phút 58, huấn luyện viên Jesus sau đó cho rằng ông đã đúng khi không đăng ký Neymar vào danh sách thi đấu tại Saudi Pro League từ đầu mùa. Trường hợp của Neymar không hề dễ dàng. Điều này chỉ chứng minh những gì tôi nghĩ khi đưa ra quyết định không đăng ký Neymar tại giải vô địch quốc gia. Vì tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng. Huấn luyện viên trưởng của Al Hilal nhấn mạnh: "Tôi biết cậu ấy sẽ gặp vấn đề như hôm nay.
Đầu gối đã lành nhưng sau đó nảy sinh vấn đề về cơ. Tôi dự đoán cậu ấy phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần. Ông Jesus nói thêm, đội ngũ y tế của Al Hilal dự đoán Neymar gặp vấn đề ở cơ. Điều này là bình thường sau khi cầu thủ trở lại thi đấu đỉnh cao sau hơn 1 năm. Neymar gục xuống ở trận đấu của tuyển Brazil vào ngày 18 tháng 10 năm 2023. Anh bị đứt sụn chềm và dây giằng chéo trước ở đầu gối trái. Sau khi bình phục, Neymar được thi đấu ở AFC Premier League Elite. Theo quy định, anh có thể ra sân trở lại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia từ tháng 1 năm sau nếu Al Hilal thay đổi danh sách đăng ký. Còn Neymar hay không trong đội hình, Al Hilal vẫn thể hiện sức mạnh ở giải quốc nội lẫn châu Á. Đội vừa thắng Estella tới 3-0 ở trận đấu vừa qua để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng miền Tây AFC Champions League Elite với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận. Tại giải vô địch quốc gia, Al Hilal vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm sau 9 vòng, thắng 8, hòa 1. Đội trưởng Sporting, chúng tôi không cần Amorim nữa. Giành chức vô địch vẫn là mục tiêu. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, giờ chúng tôi không cần Ruben Amorim nữa. Schumann nói đùa. Dù vậy, tiền vệ này vẫn bày tỏ nỗi buồn khi phải chia tay huấn luyện viên trưởng. Đồng thời hy vọng Ruben Amorim sẽ thành công tại Manchester United. Amorim là một trong những lý do khiến tôi đến Sporting. Ông ấy có cách nhìn nhận đặc biệt về bóng đá. Tôi chưa từng thấy huấn luyện viên nào tương tự trong sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ Ruben sẽ làm tốt công việc tại Old Trafford. Dù sao, chúng tôi cũng sẽ đón một huấn luyện viên mới. Tôi tin ban lãnh đạo Sporting sẽ có quyết định đúng đắn với huấn luyện viên mới. Giải đấu vẫn diễn ra và chúng tôi phải giành chiến thắng. Schumann cho biết thêm. Amorim sẽ tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford vào ngày 11 tháng 11. Trước đó, ông ký hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2026-2027. Trước khi đến Old Trafford, chiến lược gia 39 tuổi sẽ có bài kiểm tra là màn so tài với Manchester City tại Premier League. Trong buổi họp báo trước trận, Amorim cũng nói đùa về tương lai. Nếu thắng, mọi người sẽ nghĩ tôi là Sir Alex Ferguson mới. Nếu thua, kỳ vọng dành cho tôi sẽ giảm bớt một chút. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Dưới sự dẫn dắt của Amorim, Sporting toàn thắng cả 10 trận tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và cũng bất bại tại Premier League. Trong 4 năm dẫn dắt tại Sporting CP, Amorim giúp đội bóng giành 2 chiếc vô địch Primeira Liga. Ông cũng là huấn luyện viên có tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử câu lạc bộ với 76,92%. Amorim và sứ mệnh vực dậy MU, Manchester United trải qua giai đoạn khủng hoảng chưa từng thấy. Thành tích sa sút, lối chơi thiếu sáng tạo và phong độ chùa sủ các ngôi sao khiến người hâm mộ thất vọng. Giữa tình cảnh đó, Ruben Amorim, vị chiến lược gia trẻ tuổi và đầy triển vọng từ Sporting CP, được giao nhiệm vụ quan trọng tái thiết một Manchester United rượu rã và đưa đội bóng trở lại vị thế đáng gờm ở cả ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu. Ngay cả Pep Guardiola cũng khó có thể vô địch với Manchester United trong tình trạng hiện tại. Tôi rất thích Ruben Amorim, nhưng nếu không cải thiện ở những vấn đề cốt lõi này, ông sẽ khó có thể thành công, cựu danh thủ Graham Souness nhận định. Mùa trước, hàng thủ của MU thiếu vắng một cặp trung vệ thực sự ăn ý và có khả năng dẫn dắt. Sự lỏng lẻo khiến họ dễ dàng bị đối thủ khai thác. Dưới thời Erik ten Hag, đội bóng thử tới 14 cặp trung vệ khác nhau mà vẫn chưa đạt được sự ổn định. Matthijs de Ligt, một trung vệ đầy tiềm năng, được kỳ vọng sẽ kết hợp ăn ý cùng Lisandro Martinez. Tuy nhiên, phong độ không được như ý khiến hàng phòng thủ của Quỷ Đỏ luôn bất ổn. Đỉnh điểm là trận hòa 3 đều trước Porto. Amorim sẽ có thêm Victor Lindelof và Casemiro để tăng cường sự lựa chọn. Đặc biệt, nếu ông quyết định chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ, việc xây dựng một cặp trung vệ ổn định không chỉ đảm bảo sự chắc chắn ở hàng phòng thủ mà còn là nền tảng cho toàn đội phát triển. Tuyến giữa của Manchester United từ lâu đã là vấn đề cần được giải quyết. Kobe Mainoo thể hiện rất tốt, nhưng việc tìm người đá cặp ăn ý với anh vẫn là bài toán khó. Casemiro qua đỉnh cao phong độ, khó theo kịp tốc độ của Premier League và Christian Eriksen, dù ổn định, vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng dài hạn của đội bóng. Bản hợp đồng trị giá 42,3 triệu bảng cho Manuel Ugarte, cựu học trò của Amorim tại Sporting, vẫn chưa tạo ra sự đột phá. Nếu Amorim có thể khai thác tối đa tiềm năng của Ugarte cùng với Manu, cặp đôi này có thể là cốt lõi cho tuyến giữa của MU, giúp đội bóng tăng cường kiểm soát và định lối chơi. Hàng công của MU hiện là một mối lo lớn khi chỉ ghi được 8 bàn sau 9 trận tại Premier League, con số không thể chấp nhận với một đội bóng đặt mục tiêu trên Premier League. Rasmus Højlund, người được kỳ vọng là trung phong số 9, vẫn chưa đạt được sự ổn định, còn Alejandro Garnacho là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với chỉ 2 bàn thắng. Sự ra sút phong độ của Marcus Rashford và bản hợp đồng mới Joshua Zirkzee cũng làm trầm trọng thêm tình hình. Rashford là cái tên nổi bật cần được vực dậy. Phong độ chuột sụt của anh từ đầu mùa khiến cho cơ hội vào đội tuyển quốc gia trở nên xa vời. Rashford ở đỉnh cao sẽ là sức mạnh đáng gờm của MU và một vị huấn luyện viên tài năng như Amorim có thể giúp anh lấy lại phong độ. Anthony, bản hợp đồng đắt đỏ dưới thời Ten Hag cũng chưa đạt được sự kỳ vọng với phong độ bất ổn và Mason Mount, một ngôi sao sáng khác, vẫn chưa tìm thấy được sự phù hợp và liên tục gặp chấn thương. Khai thác tiềm năng của những ngôi sao này sẽ là nhiệm vụ quan trọng của Amorim trong quá trình tái thiết. Dưới thời Ten Hag, đội bóng thi đấu thiếu dấu ấn chiến thuật rõ ràng. Amorim và giám đốc kỹ thuật mới Jason Wincock phải tạo ra một triết lý chiến thuật xuyên suốt từ đội trẻ đến đội một. Manchester United
cần trở thành một tập thể gắn kết và chơi bóng theo hệ thống thay vì chỉ dựa vào khả năng cá nhân như trước đây. Amorim sẽ có những ý tưởng riêng, nhưng việc bắt tay vào giữa mùa sẽ là một thách thức lớn. Với lịch thi đấu dày đặc, ông cần nhanh chóng truyền tải ý đồ chiến thuật để toàn đội bắt nhịp và thi đấu hiệu quả. Chấn thương là vấn đề dai dẳng của Manchester United, với số ca chấn thương nhiều nhất Premier League mùa trước lên đến 66 ca. Các cầu thủ quan trọng như Luke Shaw, Tyrell Malacia và Mawson Mount phải vắng mặt trong một thời gian dài, khiến cho đội hình bị xáo trộn. Dù bộ phận y tế được cải tổ, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện. Amorim cần tìm ra cách bảo vệ sức khỏe cầu thủ tốt hơn để duy trì lực lượng mạnh nhất, đặc biệt khi phải chia sức ở nhiều đấu trường. Amorim không chỉ đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn mà còn là một sứ mệnh to lớn, mang lại niềm tự hào và vị thế cho Manchester United. Với tài năng, sự kiên trì và một tầm nhìn rõ ràng, ông có cơ hội xây dựng một đội bóng mạnh mẽ và đồng đều. Dù hành trình này sẽ không dễ dàng, người hâm mộ Quỷ Đỏ cần giữ vững niềm tin và sự kiên nhẫn để cùng đội bóng vượt qua giai đoạn này.